We have our winner to today's 50-50 draw. The winning ticket. Xin kính chào quý vị khán giả của truyền cáp SCTV. Độc Cô Cậu Bại có lẽ chỉ là một nhân vật hư cấu trong trí tưởng thần thoại và siêu phàm của Kim Dung. Hiện thực xã hội sẽ không có gì là bất biến, bóng đá cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Trong lịch sử của môn thể thao vua cũng chưa từng kiến một đội bóng nào có thể bất bại mãi mãi. Cao nhân ắt có cao nhân trị, võ quyết dày phải có móng tay nhọn. Trong bóng đá thì bất ngờ là điều luôn có thể xảy ra, và đó là cơ sở để cho những đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Biden đã nổi còi để bắt đầu trận đối đầu giữa hai câu lạc bộ được coi là ứng viên lớn nhất cho ngôi vô địch mùa này. Không ai có thể xem thường những nhà đương kim vô địch. Dù ở mùa giải năm nay, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, họ đã không chi quá nhiều tiền bởi ảnh hưởng từ luật công bằng tài chính. Trình đối thủ như thế này thì vai trò của các thủ môn là rất quan trọng. Đó sẽ là điểm tựa về mặt tinh thần cho những cầu thủ ở phía trên. Không được. Seydou Keita. Những pha đánh chặn rất tốt. Jimino. Xét về độ đầu tư trong mùa giải năm nay thì ở giải vô địch quốc gia Luti Cafe V-League năm 2018 không có đội bóng nào đầu tư rầm rộ bằng FLC Thanh Hóa. Đương nhiên mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Marian Mihain không gì khác, đó là ngôi vô địch. Ở mùa giải năm ngoái thì chức vô địch đã ở rất gần với các cầu thủ FLC Thanh Hóa, nhưng cuối cùng thì đội bóng này đã phải đành chấp nhận nhìn câu lạc bộ Quảng Nam lên ngôi vô địch và giành vị trí Á quân, vị trí thứ ba và giành huy chương đồng của giải vô địch quốc gia năm ngoái thuộc về câu lạc bộ Hà Nội của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Quả bóng trung vệ Matip vẫn là những pha dạt ra biên, một pha xử lý rất thoải mái. Đánh đầu. Tỷ số là 1-0. Pha đánh đầu rất tốt. Chúng ta xem lại pha quay chậm. Một tình huống đòi hỏi tốc độ, chờ đợi sự khác biệt. Họ đang kéo thấp đội hình. Pha cản phá dứt khoát. Roberto Firmino xử lý rất tự tin. Pha chạm bóng rất nguy hiểm. Bóng đã được phá lên. Trong những trận đấu mà khu vực 16m50 của đối phương đã bị bịt chặt, người ta trông chờ rất nhiều vào những pha dứt điểm từ xa. Người sút cũng rất đẹp và người bắt cũng tung người đẹp không kém. Thì còn hú vía đối với cầu thủ viên. Mohamed Salah. Dani Sturridge. Một tình huống đòi hỏi tốc độ, chờ đợi sự khác biệt. Quá dễ để có thể bắt bài. Trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu. Thế trận đang diễn ra 1-0. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 2 thì đội chủ nhà sẽ bảo vệ khung thành bên phía phải màn ảnh của bạn. Chứng kiến những đội bóng mạnh tại giải đấu lần này đã thi đấu thì họ thường tạo ra những đòn phủ đầu và có những bàn thắng rất sớm vào lưới của những đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Không được. Trung vệ Matip. Chuyển đi. Đưa bóng vào. Thủ môn của chúng ta là tường thành vững chắc, dù hôm nay anh ta đã nếm nhiều pha sút bóng trái phá về phía khung thành.
xử lý rất tự tin. Với tôi thì VAR có những nét mới mẻ. Cách đây 4 năm người ta áp dụng công nghệ goal line, thì hôm nay đến lượt VAR là một cái hướng mà để như FIFA muốn là mang lại cái sự công bằng hơn, bớt đi những pháo hoa nức, tức là có những cái gì đấy mà xảy ra trong chớp mắt có thể dừng lại để mà cùng xem một cách thấu đáo, sau đó đưa ra quyết định. Di chuyển và tranh chấp bóng như thế, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của anh. Một pha lên bóng như vũ bão. Trận đấu trước những đối thủ mạnh như thế này thì các pha xử lý của chúng ta nếu được xử lý dứt khoát, những quyết định được đưa ra nhanh chóng sẽ giúp cho cơ hội kiểm soát bóng của chúng ta lớn hơn. Đã bị truy cản và chúng tôi cho rằng đó là một quả đá phạt. Chắc chắn phải là một quả phạt. Họ đoạt bóng rất hay. Vẫn còn. Pha cắt bóng rất tỉnh táo. Khi có khoảng trống thì tốc độ của anh là một tốc độ kinh hoàng. Không nhiều cầu thủ có thể theo kịp trong những tình huống đua tốc độ như thế này. Và cứu thua bằng những đầu ngón tay của thủ môn. Ở những phút như thế này thì những cầu thủ có khả năng đột phá, khả năng xuyên phá và kết thúc trận đấu là rất quan trọng. Chuyền vào. Có thể làm được nhiều hơn như vậy, nhưng suốt cuộc thì anh lại có một pha dứt điểm lãng xẹt. Anh đã có thời gian để ngắm rất kỹ. Và như vậy là trọng tài đã nổi tiếng ngoài bán cuộc. Một trận đấu rất hay, cuốn hút, cả hai bên đều đã chứng tỏ khả năng của mình vượt qua đối phương.